là được ơn gì của Chúa nên chia sẻ cho mọi người. Dạ, con chào cha và con chào cộng đoàn ạ. Con, gia đình con được nhiều ơn lắm ạ, nhưng mà con chỉ nói hai ơn thôi ạ. Con, cháu nhà con đây 6 tháng vừa qua là mổ 4 lần cái khối u này ạ. Nhưng mà hiện là bây giờ là hôm con cho cháu vào đây là mổ được 20 ngày. Bây giờ là vết thương của cháu đã gần khỏi rồi ạ. Với này con trước đây. Cháu tên là gì? Dạ, cháu là Doan Phạm Khắc Duy, cháu 8 tuổi ạ. Cháu đang học lớp 3. Còn con thì mất 4 năm nay, con nguyên có bị thoái hóa 4 đốt sống cổ với lại 4 đốt sống lưng. Con nguyên bị tụt huyết áp, xong con đi xe là hay say xe lắm. Nhưng mà mấy năm nay con nguyên nghe đài của cha là con bây giờ là huyết áp của con đã ổn định mà con đi xe không bị say nữa. Dạ, con nhiều ơn lắm, nhưng mà con nói vậy đó, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ. Vâng, cha gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh Giuse trong tháng Thánh Giuse. Xin Chúa chúc lành cho con. Bé mới có đi tu không? Có. Ôi trời, đã chưa? Rồi, cho một chàng tay của Hồ Thánh đi tu. Đây, tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Hết chưa? Rồi, mời anh bạn. Rồi, chúc lành cho con. Mời anh bạn.